Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đề nghị truy tố 6 bị can tỉnh Thất Bồng Lai. Theo kết luận trên, thì cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố 6 bị can bao gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Cao Thị Cúc, 60 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi và Lê Thanh Nghị Nguyên, 24 tuổi về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân. Trong đó thì bị can Lê Tùng Vân còn được biết đến với cái tên gọi là thầy ông nội, đã là người đóng vai trò tổ chức và chỉ đạo. Theo như kết luận điều tra, thời gian qua các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin liên quan đến thị trường nông sản. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có nhiều mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu như các loại trái cây nhiệt đới, thủy sản, gạo và nhiều sản phẩm nông sản khác. Với lợi thế cả về đường bộ và đường biển, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu trái cây lớn vị trí thứ 3 tại thị trường Trung Quốc sau Thái Lan và Chile. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 7,15% thị phần về giá trị nhập khẩu trái cây và sản phẩm trái cây của Trung Quốc. Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường này cũng đạt 460 triệu đô la Mỹ, tăng gần 74%, chiếm gần 10% thị phần. Số liệu phía Trung Quốc cũng cho thấy mỗi năm lượng trái cây thị trường này tiêu thụ ước khoảng 270 triệu tấn, trong đó trái cây tươi là khoảng 126 triệu tấn và trái cây đã qua chế biến là khoảng 36 triệu tấn. Đây được cho là dư địa rất lớn cho trái cây Việt Nam nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng tốt các quy định yêu cầu của Trung Quốc đối với hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu như tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, bao bì và truy xuất nguồn gốc. Vị toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa lớn nhỏ và hơn 1.000 km đê sông và đê biển. Trước mùa mưa bão này, thì tỉnh này đang triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm sung yếu và gia cố lại các vị trí đê kè hồ đập xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị vật tư, lực lượng bố trí các điểm sung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 3 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến là 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày sẽ từ 50 cho đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ từ 13 cho đến 17 giờ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai, ngày 4 tháng 6. Và từ ngày 5 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng khiến cho cây dưa chuột dễ bị mắc bệnh, bệnh héo rũ và vàng lá. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh này cho cây bằng các biện pháp như sau. Trước tiên thì cần chú ý khâu làm đất, cần thông thoáng, lên luống cao để cây không bị ngập úng, tạo mặt đất khô ráo nhưng vẫn đủ độ ẩm cho dễ hút nước nuôi dưỡng cây. Bên cạnh đó thì mật độ cây trồng vừa phải, không trồng cây quá sát nhau, cắt tỉa bỏ lá già dưới gốc và những nhánh phụ để vườn thông thoáng và khô ráo. Ngoài ra thì cần chú ý là bón nhiều phân hữu cơ như là phân chuồng, cho trấu, rơm rạ, cân đối tỷ lệ bón đạm, lân và kali, không nên tưới đạm quá nhiều. Và khi phát hiện bệnh thì có thể phun hay là tưới một trong các loại thuốc trừ nấm theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.